Đan Khui showbiz hà hồ gây sốc khi phát ngôn để Hà Rầm đừng mơ ngọt nước, fan cũng thấy đúng. Hà Hồ thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh tập luyện trong phòng gym kèm dòng chú thích hóm hỉnh: nói chung để Hà Rầm thì đừng mơ ngọt nước. Ngoài ra, người đẹp còn tự nhủ với bản thân rằng năng nhặt chặt bụng. Có thể hiểu Hà Hồ cũng như bao mẹ bỉm sữa khác, hậu sinh nở đều gặp phải tình trạng vóc dáng xuống dốc, và dù ít dù nhiều, vấn đề này đều khiến hồ chị em cảm thấy thiếu tự tin. Song công bằng mà nói, vóc dáng của Hà Hồ sau hai lần sinh nở như vậy là quá ổn. Như chị em bỉm sữa chỉ mới một lứa đã không may mất dáng, khó lòng khôi phục, phần vì cơ địa, phần vì không có bí quyết. Ngay chính Hà Hồ cũng từng thừa nhận may mắn vì bản thân thuộc cơ địa, không đến nỗi khó xuống cân. Cụ thể, người đẹp bộc bạch: cảm ơn định mệnh đã cho mình một thân hình như cây que để đẻ mấy lứa cũng không đến nỗi khó xuống cân. Hơn nữa, bụng chỉ có vài vết rất mờ. Lúc đầu siêu âm nghe xong thai muốn xỉu ngang vì biết chắc cái bụng tiêu rồi. Vậy mà ăn uống kỹ lưỡng, uống nhiều vitamin, tập yoga đều đến lúc đẻ. Lian 3kg, Lisa 2kg9, mà cái bụng giờ không sao, chỉ hơi nhô lên so với trước đây. Ở tuổi U40 và lại mẹ của ba nhóc ti, Hà Hồ vẫn chăm chỉ tập luyện yoga và gym mỗi ngày. Ngay cả khi công tác ở nước ngoài, người đẹp này vẫn lui tới phòng gym, tranh thủ tập được phút nào hay phút ấy. Bên cạnh đó, ba mẹ ba con còn thiết lập chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột, nạp nhiều rau xanh và trái cây giúp đẹp da giữ dáng hiệu quả. Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, câu nói này đích thị dành cho nữ hoàng giải trí. Theo đó, dù sở hữu cơ địa mình dây, ba mẹ ba con vẫn chăm chỉ tập luyện và ăn uống có nguyên tắc để đẹp hơn, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa mỗi khi ngắm nhìn. Theo đó, phần lớn những bộ cánh mà Hà Hồ trưng diện đi biển đều đảm bảo hai yếu tố song song, đó là phô diễn được vóc dáng gợi cảm nhưng vẫn đảm bảo sự ý nhị không phô phang. Và để làm được điều đó, Hồ Ngọc Hà thường chọn những bộ đồ có độ cắt xẻ vừa phải, nửa kín nửa hở. Song không chỉ dừng lại ở đó, sự tinh tế của nữ hoàng giải trí còn nằm ở chỗ cô luôn biết cách phối đồ tắm với phụ kiện sao cho đẹp mắt nhất. Trong đó, những món đồ thời trang được ví von như lưới đánh cá được Hà Hồ ưa chuộng hơn cả, điển hình như áo khoác lưới, khăn lưới vân vân, đều là những thứ bất ly thân với nữ ca sĩ khi đi biển. Có thể nói những món đồ thời trang nhìn như lưới đánh cá không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp Hà Hồ che được một số khuyết điểm sau khi sinh nở, giúp cô tự tin hơn trong mọi khung hình, và đây cũng là một bí quyết cực kỳ hay ho giúp các mẹ bỉm thoải mái diện trong phục bơi. Xem qua những hình ảnh thả dáng khi đi biển của Hà Hồ, các chị em cũng có thêm một vài bí kíp hay ho để nâng tầm phong cách du lịch. Không những thế, các mẹ bỉm còn có thêm động lực để giảm cân giữ dáng, lấy lại body như thời son rỗi. Bởi mẹ ba con như Hà Hồ còn làm được thì các chị em cũng hoàn toàn có thể. Hà Hồ là một trong những mẹ bỉm sữa hot nhất VBiz. Những bí quyết ăn diện, làm đẹp, chăm sóc vóc dáng vân vân của cô đều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nói cái sách bắt cái trứng, mỗi lần nữa ca sĩ khoe ảnh trên mạng xã hội luôn nhận về được lượt tương tác khủng. Một lần nữa phải công nhận rằng Hà Hồ không hổ danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt. Dù là khi còn son rỗi hay đã sinh con, Hà Hồ vẫn giữ sức hút khó ai vượt mặt. Hơn nữa, phong độ thời trang của cô luôn nằm trong top đầu VBiz. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc tất bật với việc chăm con, chơi với con, nên những đoạn clip chia sẻ đa số nữ ca sĩ đều để mặt mộc. Cô không ngại chia sẻ khoảnh khắc kém xinh của mình trước công chúng. Nữ ca sĩ không ngại khán giả đánh giá mà chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại có thoải mái và hạnh phúc hay không. Hà Hồ có cuộc sống viên mãn bên Kim Lý và ba con. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cô nàng ngày càng thăng hạng sắc vóc. Giống như người ta thường nói, phụ nữ đẹp nhất là khi họ hạnh phúc.